Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự cấp huyện ngày 6 tháng 2 của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Chương trình có những tin chính. Tam đảo tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2014. Ủy ban nhân dân huyện Đạt Thạch họp thường kỳ tháng 2 năm 2015. Xây dựng nông thôn mới ở xã Hợp Châu khi ý đảng hợp lòng dân. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 5 tháng 2, huyện ủy Vĩnh Tường tổ chức gặp mặt các đồng chí lão thành cách mạng, cán bộ hưu trí nhân dịp Xuân Ất Mùi 2015. Dự buổi gặp mặt các đồng chí Lê Chí Quang, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, đồng chí Lê Minh Thịnh, phó bí thư, chủ tịch ủy ban nhân dân huyện. Tại buổi gặp mặt, đồng chí Lê Chí Quang đã thông báo khái quát tình hình phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Năm 2014, tổng giá trị sản xuất tăng 11,1% so với cùng kỳ. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt trên 25 triệu đồng một người một năm. Tổng thu ngân sách đạt trên 300 tỷ đồng. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm, công tác y tế, giáo dục, dạy nghề đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Đời sống của nhân dân từng bước cải thiện, nâng cao, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Hiện nay toàn huyện đã có 6 xã hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Đồng chí Bí thư huyện ủy cũng cảm ơn những đóng góp của các đồng chí lão thành cách mạng, lãnh đạo tỉnh, huyện qua các thời kỳ, đồng thời mong muốn các thế hệ cán bộ hưu trí trong huyện quan tâm, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết hơn nữa để xây dựng các chương trình, nghị quyết phát triển kinh tế xã hội sát với thực tế, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng quê hương Vĩnh Tường ngày càng giàu đẹp, văn minh. Các cán bộ hưu trí bày tỏ sự vui mừng trước những thành quả đã đạt được của huyện trong năm 2014, đồng thời tin tưởng huyện sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong năm 2015. Ủy ban nhân dân huyện Tam Đảo tổ chức hội nghị kiểm điểm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2014, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015. Đồng chí Phạm Quang Nguyên, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chủ trì hội nghị. Năm 2014, tốc độ tăng trưởng kinh tế xã hội của huyện đạt gần 15%, tổng giá trị sản xuất gần 2.500 tỷ đồng. Giá trị sản xuất bình quân đầu người đạt trên 32 triệu đồng. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt trên 560 tỷ đồng. Toàn huyện đã giải quyết việc làm cho gần 3.300 lao động. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 7%. Tỷ lệ làng văn hóa đạt trên 67%. Gia đình văn hóa đạt gần 83%. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá, rút kinh nghiệm và đề xuất phương hướng đối với một số vấn đề như quản lý nhà nước về đất đai, giải phóng mặt bằng, bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng giáo dục, sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Quang Nguyên yêu cầu huyện cần tiếp tục chú trọng việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, các xã cần hoàn thành và giữ vững các tiêu chí nông thôn mới, tập trung giải quyết triệt để những vấn đề liên quan đến đất đai, thực hiện tốt công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động để giảm nghèo bền vững, hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển quân năm 2015, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tại hội nghị, Ủy ban nhân dân huyện Tam Đảo đã khen thưởng cho các tập thể cá nhân có nhiều thành tích trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2014 và phát động phong trào thi đua năm 2015. Sáng ngày 5 tháng 2, Ủy ban nhân dân huyện Lập Thạch họp phiên thường kỳ tháng 2 năm 2015. Đồng chí Nguyễn Thế Hùng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chủ trì hội nghị. Trong tháng 1, huyện đã chỉ đạo các xã thị trấn tập trung gieo trồng được gần 350 hectare lúa xuân sớm, trên 2.300 hectare lúa xuân muộn, vệ sinh, tiêu độc, khử trùng chuồng trại, môi trường chăn nuôi và các biện pháp phòng chống rét, dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. Tổ chức thẩm tra đánh giá công nhận hai xã Bắc Bình, Triệu Đề đã hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Trong tháng 1, huyện đã tổ chức tốt lễ phát động năm an toàn giao thông năm 2015, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác chuẩn bị tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ được thực hiện tốt. Trong tháng 2, huyện tiếp tục chỉ đạo các xã thị trấn gieo trồng hết diện tích cây trồng vụ xuân, làm tốt công tác phòng chống rét và dịch bệnh cho vật nuôi. Tổ chức thăm hỏi tặng quà các đối tượng chính sách, người có công, đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn nhân dịp Tết Ất Mùi 2015. Tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán, tổ chức phát lệnh gọi nhập ngũ và quản lý chặt chẽ số tân binh nhận lệnh nhập ngũ.
Hội Cựu chiến binh huyện Tam Dương vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015. Hội Cựu chiến binh huyện Tam Dương hiện có trên 6.200 hội viên, sinh hoạt ở 16 chi hội. Trong năm qua, phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, các cấp hội Cựu chiến binh huyện Tam Dương luôn đoàn kết, thực hiện tốt các nhiệm vụ phong trào công tác hội. Chủ trương phối hợp với các ngành chức năng làm tốt công tác giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ. Tổ chức 25 buổi nói chuyện chuyên đề cho gần 10.000 đoàn viên thanh thiếu niên. Trong phong trào cựu chiến binh phát triển kinh tế, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, hội đã tổ chức được 60 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, tín chấp với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện cho hội viên vay vốn phát triển kinh tế. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng quỹ hội để cho hội viên vay không lấy lãi, vận động hội viên giúp đỡ nhau về giống, vốn, khoa học kỹ thuật, kinh nghiệm sản xuất. Đến nay, số hộ nghèo trong hội giảm còn 2,4%, số hộ khá giàu chiếm 61%. Hội Cựu chiến binh huyện Tam Dương đã phát động phong trào thi đua năm 2015, ký giao ước thi đua với các cơ sở hội trong toàn huyện. Đảng bộ xã Hợp Châu, huyện Tam Đảo vừa tổ chức lễ trao tặng huy hiệu 55, 50, 40, 30 năm tuổi đảng cho 8 đảng viên. Ghi nhận quá trình cống hiến của những đảng viên cao tuổi, đồng thời giáo dục cho thế hệ trẻ về truyền thống cách mạng, các đảng viên lão thành đã và đang tiếp tục phát huy truyền thống, kinh nghiệm của mình, có những đóng góp tích cực tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Đồng viên con cháu chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương. Với quyết tâm cán đích nông thôn mới năm 2014, đến nay xã Hợp Châu, huyện Tam Đảo đã hoàn thành 19 trên 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới và đạt chuẩn xã văn hóa nông thôn mới. Đây là kết quả có được khi ý Đảng hợp với lòng dân. Nét nổi bật trong xây dựng nông thôn mới ở Hợp Châu là cấp ủy chính quyền đã tập trung chỉ đạo quyết liệt các biện pháp tuyên truyền. Nhờ đó, cán bộ, các tầng lớp nhân dân nhận thức đầy đủ và sâu sắc nội dung, ý nghĩa. Từ đó, thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới bằng những việc làm thiết thực. Qua hơn 3 năm xây dựng nông thôn mới, với nguồn vốn đầu tư hơn 255 tỷ đồng, xã Hợp Châu đã xây dựng hơn 20 km đường liên xã, gần 15 km trục thôn, cứng hóa được trên 4 km đường ngõ xóm. 14 trên 14 thôn có nhà văn hóa và chợ nông thôn. Trong đó, nguồn vốn huy động trong dân gần 7 tỷ đồng. Hiến trên 25.000 m2 đất để xây dựng giao thông nông thôn, trường học, nhà văn hóa. Ngoài ra, bà con còn đóng góp trên 6.000 ngày công lao động để xây dựng đường ngõ xóm, nhà văn hóa. Đời sống văn hóa và chất tinh thần của nhân dân đến các cái phong trào, đặc biệt là phong trào văn hóa văn nghệ ở các thôn, các cái câu lạc bộ của lão bà hoạt động rất thường xuyên. Thứ hai là câu lạc bộ của hát giọng cô và cái vùng đồng bào dân tộc Cửu Yên Bảo Phát là hoạt động giữ gìn cái bản sắc dân tộc của địa phương. Nhờ làm tốt công tác vận động tuyên truyền nên người dân đã tích cực tham gia thực hiện tốt các phong trào. Từ đó, địa phương luôn phát huy tốt vai trò gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên. Nhân dân hiểu được các cái chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là cái ý nghĩa của xây dựng nông thôn mới, là người dân là chủ thể làm và chủ thể được hưởng lợi. Đời sống vật chất tinh thần được nâng lên, những ngôi nhà khang trang, những con đường giao thông, đường chảy nhựa thẳng tắp bằng nguồn vốn nhà nước và nhân dân cùng làm. Những con đường liên thôn được trồng cây xanh để tạo mỹ quan và môi trường thoáng mát. Xã Hợp Châu thay da đổi thịt bởi nhiều nguyên nhân, nhưng sự chung sức, chung lòng khi ý Đảng có được lòng dân ủng hộ chính là yếu tố then chốt. Đảng bộ chính quyền tập trung lãnh đạo, nghị quyết của Đảng đã được hợp vào lòng dân, được người dân đồng tình ủng hộ hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới. Nội dung nhất, nội dung thứ hai đó là qua lòng dân đấy thì dấy lên các cái phong trào thi đua lao động sản xuất cũng như là các cái hoạt động về chăm sóc và sức khỏe ban đầu cho nhân dân, cũng như các cái hoạt động về phong trào văn hóa văn nghệ và thể dục thể thao. Cái thứ ba nữa là cái quan trọng đó là được nâng cao cái năng lực trình độ cho cả hệ thống chính trị từ cấp ủy Đảng chính quyền đến đội ngũ ở dưới thôn, và tăng thêm cái lương năng lực cái công tác tuyên truyền vận động, công tác dân vận để góp phần vào cái thắng lợi hoàn thành cái chương trình diện thông mới. Xây dựng nông thôn mới ở xã Hợp Châu đã cho thấy phong trào chỉ thành công và có hiệu quả bền vững khi chủ trương chính sách thuận lòng dân. Chùm tin về hoạt động thăm hỏi, tặng quà các gia đình khó khăn, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi sẽ khép lại chương trình thời sự cấp huyện ngày hôm nay. Lãnh đạo huyện ủy Vĩnh Tường đến thăm tặng quà Tết cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại công ty may mặc Việt Thiên và công ty trách nhiệm hữu hạn BMC.
đoàn đã ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống của công nhân viên chức lao động, tặng mỗi công nhân có hoàn cảnh khó khăn một suất quà trị giá 300.000 đồng, đồng thời chúc công ty và các gia đình đón Tết vui vẻ, tiết kiệm. Lãnh đạo huyện ủy mong muốn công ty nỗ lực đẩy mạnh phát triển sản xuất, chăm lo tốt hơn nữa đến đời sống của công nhân lao động. Đội ngũ công nhân các công ty cần khắc phục hoàn cảnh khó khăn, chấp hành tốt nội quy, quy chế của công ty, tích cực phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao hiệu quả sản xuất. Nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, Hội Chữ thập đỏ huyện Yên Lạc đã phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức trao 50 suất quà cho người nghèo và trẻ em khuyết tật của 17 xã thị trấn trên địa bàn huyện. Mỗi phần quà trị giá 300.000 đồng. Những món quà đã thể hiện tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, thiết thực góp phần chăm lo, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện có một cái Tết vui vẻ, đầm ấm. Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Hội Người mù tỉnh tổ chức trao 29 suất quà cho các đối tượng là người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, 11 suất quà cho 11 đối tượng khiếm thị huyện Lập Thạch, mỗi suất quà trị giá 300.000 đồng. Đây là sự động viên, khích lệ tinh thần và sự đồng cảm sẻ chia những khó khăn trong cuộc sống của các cán bộ, công nhân viên Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đối với những hoàn cảnh khó khăn, những mảnh đời kém may mắn trong xã hội. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự cấp huyện của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.